Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiếp theo sẽ là nhân tố mới mẻ nào trên sân khấu bài hát hay nhất mùa đầu tiên. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Nguyễn Kim Ngân. Gia đình Ngân thì không có ai theo nghệ thuật hết. Bản thân Ngân thì cũng đang cố gắng rất là nhiều để chạm đến gần với cái niềm đam mê của mình. Trong quá trình học ở nhạc viện thì mình có cơ duyên được gặp những em bé bị tự kỷ và được dạy âm nhạc cho những em đó. Khi mà mình dạy các em thì mình có một cái sự đồng cảm, bởi vì chính âm nhạc cũng đã tác động đến mình rất là nhiều. Ngày hôm nay đến cùng với Ngân thì có ba bạn nhỏ rất là đặc biệt, đó chính là ba học trò của Ngân. Phải lấy hết can đảm thì Ngân mới dám đứng trên sân khấu xin mai sau ngày hôm nay. Hy vọng rằng khi mà thấy Ngân đứng trên sân khấu thì các học trò của mình cũng sẽ tự tin hơn, và Ngân cũng muốn đem âm nhạc đến để giúp cho các em điều tích cực mà Ngân đã nhận được từ âm nhạc. Tuyệt vời. Và tôi nghĩ là tôi đã không sai khi quyết định gạt Cần và chọn bạn. Anh cũng không sai. Chị cũng không sai. Anh Sơn sai. Nên giới thiệu về mình một chút xíu, và em đã sáng tác lâu chưa? Em xin cảm ơn huấn luyện viên rất nhiều ạ. Vì đã gạt Cần xuống. Lúc nãy em rất là hồi hộp vì không biết có ai chọn mình không. Em tên là Trần Nguyễn Kim Ngân. Năm nay em 22 tuổi, em sống ở thành phố Biên Hòa. Em có chơi nhạc cụ không? Em cũng định hỏi đấy đúng không? Hỏi chơi nhạc cụ gì? Em cũng có biết piano với guitar ạ. Từ nhỏ thì em tự mày mò, nhưng mà sau đó khi mà
được thi vào nhạc viện thành phố thì em bắt đầu được học bài bản hơn ạ. Nhưng tôi nghĩ rằng là lợi thế của em không phải chỉ là chơi nhạc cụ mà em có một giọng hát rất là thuyết phục. Đúng rồi. Em cảm ơn anh. Và trong những tiết mục từ nãy đến giờ thì thực sự tiết mục của em làm cho tôi vô cùng gọi là phấn khích, bởi vì là cái cách em trình bày bài hát rất là phù hợp với cái bài hát của em. Và tôi rất rất muốn biết vì sao lại là Xóa Mưa. Dạ, ca khúc này em viết trong một buổi chiều mưa. Và đây là một câu chuyện có thật của chị ruột em. Hai người rất là yêu thương nhau nhưng mà vì những cái rào cản cuộc sống nên không thể nào bước tiếp được. Cho nên đã chọn cách chủ động rời xa nhau và tin tưởng vào cái ngày mai tươi sáng. Em đặt cái bối cảnh câu chuyện này vào trong một cái chiều mưa để cho cái nỗi buồn nó thêm da diết. Khi mà mưa tạnh rồi thì bầu trời sẽ sáng hơn. Và em cũng tin tưởng rằng anh chị sẽ có một cái tương lai tốt đẹp, một cái hạnh phúc mới. Bạn có một cái chất giọng rất là tốt và tôi cũng rất thích. Thế nhưng tôi đã nhìn thấy nhạc sĩ Đức Chí và nhạc sĩ Giáng Son đã gạt cần rồi. Nhưng mà tôi thấy các bạn trẻ bây giờ yêu nhau gì mà buồn thảm. Và tôi vẫn muốn là cái cần gạt của tôi màu đỏ này được gạt lên, là có một cái tinh thần khác của tuổi trẻ. Thì cái tinh thần của con người rất là quan trọng. Tất nhiên cái nỗi buồn ai cũng có, mà đặc biệt bây giờ giữa một cuộc sống như này thì chúng ta phải cất cái nỗi buồn của mình đi và hướng tới một cái gì đó nó mãnh liệt hơn nữa. Anh Sơn có nghe bạn vừa trình bày không? Bạn nói rằng là đây một chuyện tình không trọn vẹn, thế nhưng mà là mong muốn đi một tương lai tốt đẹp hơn, đúng không? Đấy là điều bạn ấy nói thôi. Đấy là nhạc sĩ Giáng Son đấy, đấy là nói thôi. Còn làm là nó lại khác hẳn. Nhưng mà tại vì Sơn đã viết nhiều mà chắc Sơn không để ý, bởi vì lúc mà bạn vui bạn chả bao giờ viết nhạc cả Sơn ạ. Chỉ khi nào buồn mới viết. Mình sẽ phải hát bài buồn cho nó vui thôi. Nhưng mà cái buồn thì tôi nghĩ là nó sẽ là một cái buồn khác. Thực sự thì mà nói thì lại anh lại có cái suy nghĩ khác với lại Minh Sơn một chút. Em cùng phe với anh Trí. Bởi vì là cái chủ đề hoặc là cái ý định của bạn định nói, cái ý tưởng của bài hát nó không quan trọng. Ăn thua bạn sẽ trình bày nó cách như thế nào. Và tôi nhìn thấy trong cái ca từ của bạn có rất nhiều điểm có thể khắc phục được. Đó là về những cái lối mòn mà người ta đã dùng rất là nhiều. Tôi nói ví dụ giống như là hai con tim, đôi tim chẳng thể hòa chung một nhịp. Đó là một cái cụm từ mà người ta dùng rất là nhiều. Và bạn hoàn toàn có thể dùng một cách sáng tạo hơn. Và điều đó làm cho tôi muốn hỏi rằng là bạn có đọc nhiều không? Bởi vì việc đọc là việc vô cùng quan trọng đối với người viết. Và bạn không cần phải đọc thơ hay văn, mà bạn có thể đọc bất cứ những cái gì và hãy sáng tạo trong ca từ của mình. Và tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn điều đó. Bởi vì tôi cũng là một người từng bị nghĩ mình viết ca từ kém, nhưng tôi khắc phục điều đó trong suốt 20 năm. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ lại giúp cho bạn được cái việc là sẽ cải thiện cái việc viết ca từ như thế nào. Đó là lý do tôi đã chọn bạn. Cảm ơn anh ạ. Cô gái hát hay và sáng tác hay. Em có một cái giọng rất là bắt mic. Nhưng mà không nói về bài hát nữa, anh rất là tò mò về cuộc sống hiện tại của em, công việc. Hiện nay thì ngoài việc học ở nhạc viện thì em có dạy nhạc cho các bé thiếu nhi. Và các học trò của em thì rất là đặc biệt ạ. À, đặc biệt như thế nào là đặc biệt? Tôi gặp gỡ các em một cách thật tình cờ. Đã nhiều lần, tôi hay có thói quen nghĩ về những ánh mắt ngây dại, những tiếng khóc và những nụ cười vội trên môi. Ngày thơ bé, em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ. Các em ấy gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp và hòa nhập mình với cuộc sống. Các em bé ấy thì bị tự kỷ và chậm phát triển. Âm nhạc đôi khi có thể mang những thế giới cô đơn, nhỏ bé đến gần hơn với cuộc sống. Cho em cười, cho em vui. Tôi tin sẽ có một ngày, chính các em sẽ mang âm nhạc đến với những thế giới cô đơn, nhỏ bé khác. Vì ngay lúc này, tôi đang nghe thấy âm nhạc của các em. Vâng ơi,
một ngày kia hãy bừng sáng lên. Tôi thấy những khó khăn, những giọt nước mắt đã rơi tưởng chừng như không thể vượt qua trở nên thật ý nghĩa. Rất là lạ, từ đâu em có ý tưởng đó? Dạ, đây không phải là ý tưởng ạ. Em đến với các bé một cách rất là tình cờ. Em nghĩ là do cái duyên. Lúc đầu thì gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà càng tiếp xúc thì em càng cảm thấy yêu thương chúng rất nhiều. Và em nghĩ là mình có thể đồng cảm cũng như là giúp được cho các bé. Anh có thêm cho em hai lý do để em suy nghĩ và chọn lựa. Em có quen hay là có biết ca sĩ Trung Quân không? Trung Quân mà hay hát mấy cái bài mưa mưa. Thánh mưa. Dạ. Thánh mưa gì đó, đấy không? Anh biết cái chàng này á, chàng tìm rất là nhiều bài hát mưa mà tìm hoài không ra. Mà sao mà em có thể nghĩ ra Xóa Mưa? Chàng đây chắc nghe Xóa Mưa cũng đau đầu luôn. Dạ, khi mà đặt tên mưa thì em cũng nghĩ là không biết là có trùng với bài nào của Trung Quân sau này sắp ra hay là gì chắc không? Chắc cũng né lắm rồi. Dạ. Không thôi, bây giờ thứ nhất là em về đổi anh sẽ đầu mối cho. Rồi Trung Quân có thể hát bài này rất là hay, anh thấy rất là phù hợp luôn, và anh sản xuất giúp cho em. Lý do thứ hai là nhà anh có nhiều con nít lắm. Anh Trí cũng có, nhưng mà con nít của anh Trí con nít lớn hơn bên này. Con nít bên này nhỏ và dễ thương hơn, và rất là yêu âm nhạc, rất là yêu cô giáo nha. Về với đội của anh đi, rồi suy nghĩ đi. Khi mà tôi gạt cần để chọn em thì tôi thấy rõ là trong bài hát của em có những cái chi tiết về âm nhạc rất là đáng quý. Và có những cái nốt thực sự em đã có những cái suy nghĩ, hoặc là tôi không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà những cái nốt âm nhạc của em là nó không dễ đoán trong một cái bài hát. Thì là những cái chi tiết đó rất là đặc biệt khiến cho tôi phải chọn em. Và tôi rất là mong là tôi sẽ được làm việc cùng em và trao đổi cùng em để khơi gợi nhiều hơn nữa những cái chi tiết về âm nhạc đấy, để em phát triển thành một cái bài hát đặc biệt hơn. Nếu mà nói về dạy âm nhạc cho các cháu thiếu nhi thì chị cũng là một người dạy rất là lâu. Và thậm chí là chị cũng dạy rất là nhiều những em bé cũng hoàn cảnh đặc biệt. Và chị tin chắc rằng là chị có những cái đồng cảm với em. Hãy về đội của chị. Đó không hề là một lý do thuyết phục. Và hơn ai hết tôi nghĩ rằng là bạn đã có lựa chọn của mình. Và bây giờ bạn hãy ra quyết định đi. Em xin cảm ơn những cái lời khuyên và những cái cơ hội mà các anh chị đã đưa ra. Vâng, và em đã có cái quyết định của mình từ trước. Bởi vì em yêu quý tất cả bốn vị ban giám khảo ạ. Nhưng mà em suy nghĩ trong đầu đó là ai gạt cần em đầu tiên thì em sẽ chọn người đó. Cho nên em xin về đội anh Đức Chỉ ạ. Em ơi, cái người gạt cần đâu có phải là người yêu em nhiều đâu. Chắc gì? Chỉ là nhanh tay hơn thôi em ạ. Chỉ là nhanh tay thôi. Xin chúc mừng Kim Ngân với ca khúc Xóa Mưa đã chinh phục được 3 huấn luyện viên khó tính và chính thức trở thành chiến binh thứ 4 của đội huấn luyện viên Đức Trí. Không nhìn ra, nhìn ra quá đi chứ, cô ba. Không lẽ mấy thí sinh sau bây mình cứ gạt đầu. Bây giờ mình phải gạt nhanh nhanh như nhỉ, Phong nhỉ? Không lẽ mình cứ gạt nhanh. Thôi hôm nay tôi đi buôn có lãi rồi. Thế đội mở đầy luôn sao? Chúc mừng anh Trí. Hai người giỏi quá anh Trí ơi.